Thưa quý vị, so với năm ngoái thì Nhật Bản đã giảm nhập khẩu cá ngừ tươi và cá ngừ đông lạnh của Việt Nam, trong khi nước ta hiện đứng thứ 14 trong số 28 nước xuất khẩu dòng sản phẩm cá ngừ sang thị trường này. Nhập khẩu cá ngừ tươi của Nhật Bản trong 9 tháng vừa qua đạt 1.050 tấn, trị giá 1.690 triệu yên, so với cùng kỳ năm trước giảm 16% về khối lượng và 4% về giá trị. Nhập khẩu cá ngừ đông lạnh cũng có xu hướng giảm. Tháng 9, nhập khẩu cá ngừ đông lạnh của nước này chỉ đạt 13.535 tấn, trị giá 9.878 triệu yên, so với cùng kỳ năm trước giảm 33% về khối lượng và 23% về giá trị.